đó anh chị và các bạn nha. Hay để về cho các anh chị và các bạn cùng xem con máy 82 đúng không? Con này con dân Yamaha 82 nè. Bụi quá bụi các bạn. Cái lô này cắt hai con nha các bạn. Cái này máy này cắt, hai máy này cắt rồi kéo rồi lên tăng luôn các bạn ơi. Để hồi mình lại mình chia sẻ cho các bạn xem tăng lúa xuống ghe luôn nha. Ghe là lấy bao cái gì đây? Chắc ghe là lấy bao quá. Rồi giờ con máy 82 này nữa do trên đầu trên nữa giờ nó cắt trở xuống rồi các bạn ạ. Con này chạy cái tiếng nó rất là im hơn con hồi nãy các bạn. Con hồi nãy nó đụng 82 nữa mà cũng đi một cặp đó, mà con kia chạy cái tiếng gồ quá. Rồi bây giờ con máy 82 này đang cắt chạy xuống các bạn, gần tới với mấy anh kéo lúa nè. Chắc có thể bỏ lúa đây cho mấy anh này anh lấy lên luôn cái gì nha. Rất là trúng nha các bạn. Rồi chắc hai anh này chắc đầy xe hay gì đó các bạn ơi, mình thấy chở một xe khổng lồ luôn nè. Không biết còn lấy nữa hay không nữa. Rồi chắc lấy nữa rồi. Rồi chắc chạy cho vô rồi đó. Rồi hai con vô được luôn các bạn ơi, hai con máy luôn. Đây con nữa. Ủi luôn, ủi đít luôn cây.
rồi rồi chứ bằng nào cái mặt anh nội đó anh thấy mặt này nè, anh thấy quá chú, mình thấy này trắng vui trắng không đợi rồi gặp đỡ rồi ba bao cái trời dắt ba bao rồi coi dắt rồi chết thì ba bao trời ơi hồi qua ông đó xuyên phong dắt ba bao kìa có ông bao giờ dắt ba bao rồi coi ông vô nha ông vô giác đi. Vô giác đi. Ba bao. Ba bao là quay được. 54. Quay được. Sai trước đi, đổ trước rồi anh ơi. Băng của thằng Đông là giác ba bao đó nghe, nó giỡn nghe. 518. Ba bao mấy cái giết vợ đó chơi. Mấy ông dắt dắt ba bao dắt đi rung giò luôn đó gì. Ba bao về tốt rồi nghỉ chơi luôn. Dắt chơi. Ba bao dắt chơi nổi. Ba bao con vô tiền mới dắt chứ đâu dắt không được. Dắt tắm là chục có mày. Mấy thằng con đoàn ma, con đoàn quỷ đó, không bao bóng bao không đó, vẫn chết cho rồi đó. Nói đi vô dùng dịch bị chết cũng đi hết. Dùng. Chơi nó mấy không? Nó vậy chứ, dắt xuống lắm, dắt hoài. Đúng hai. Nó vừa nhỏ nhỏ vừa dọi nó lạng hoảng lấy người ta nữa rồi đó. Ông còn trẻ là ông dắt ba bao không á? Ông nào đâu? Này nè. Vậy hả? Ghê vậy bây giờ hết sức rồi đi vô đã lúa đó phải không? Dạ. Hai có ba ba bình thường nữa. Thằng này nó mới có vợ đây, vợ đâu dám. Về là ông nổi vợ lụm ta tuốt. Hả? Dùng vợ lúa 28 Tết nữa. Có ông nội. Thế cũng không có nói dắt luôn. Vợ còn bóp luôn. Búp lắm hả? Búp luôn. Ở vậy. Ở vậy đâu dám dắt ba bao. Tuổi gửi là chỉ được 18 tuổi. Đó dụ hết. 516. Giá dữ có tài. Xứng đáng với tay ơi. 594. Trời số mình nó vô đi. Người ta có cái tài. Trong cao nè, ông cao ở được gạch nè. Tướng ổng coi nhiêu đâu. Qua mấy cái lô vô lần dắt hai bao không đó, giờ đi làm học không đó. Cao nào? Cao lùng lùng nè. Ở cái nó ở đây nè. Dạ. Thằng gấu đó, thằng gấu này tôi tướng nó được lắm. Thằng gấu ông hỏi, ông nói thằng gấu hỏi này nè ơi, này biết chân nè đó ơi. Gấu đây nè. Ông đứng sát mình sao biết. Thằng gấu đây nè. Ông đứng đỡ đây nè. Không biết, ở đây không biết sao. Ba. Dắt ăn lễ rồi đó. Lấy một căn ra ngoài có một. Lễ thì sang rồi đó. Trắng máng hai, trắng. Vô mẹ ghê hoài. Thượng giai ông tư. Trời trời trời. Dốc bụng bao. Nó bị quá dám nổi. 52. Chuyển hoài, không phá hoài trời. Mẹ. Chuyển đi ai cả. 52. Bên bên tay giá. Bên của ổng không đó. Bên miệng đó nè. Ủa, thuận nào cũng chơi cho chúng ơi. Nó nè, hả,
rồi, ôi dưới giúp con đi ăn bà vậy là không ơi. Anh sao sao? Đi dưới gặp người dớt mấy người đẹp chứ. Rồi con 82 này bây giờ nó cắt trở xuống các bạn ơi. Mấy anh máy kéo thì kéo tốt mà kia nha. Hồi nãy kéo vô hai xe mấy anh kia anh giác xuống kia hết luôn rồi. Ủa chạy vô đây làm gì chạy? À cắt cái cục lúa dàn dỗ cái cục điện. Đây, giờ còn 82 này nó đang chạy chạy xuống gần tới đây các bạn. Ủa, con này có nó bị gì mà nó chạy không luôn trời. Chạy không luôn các bạn. Chắc hết bao hết gì á, hết bao á. Hết bao à. Hết bao chạy không. Hết bao. Thôi giờ mình xin kết thúc video các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Anh chị nào xem video em có hay hãy cho em xin một like và một lượt đăng ký anh chị, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Bao ra nữa.